Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đinh Châu. Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua nhé. Thì tiếp theo video chia sẻ về cách đăng ký cái tài khoản VSSID cho cha mẹ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để chúng ta đăng ký và tạo tài khoản VSSID cho con. Lưu ý là để đăng ký được tài khoản cho con thì chúng ta trước hết phải đăng ký cái tài khoản VSSID cho mẹ, cha mẹ trước. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản VSSID của cha hoặc là mẹ. Chúng ta tiến hành đăng nhập. Rồi, sau khi đăng nhập thì chúng ta thấy nó sẽ hiện ra như vậy. Và chúng ta chuyển sang cái tab dịch vụ công. Chúng ta nhấp vào. Thì sau đó chúng ta tìm đến đăng ký tài khoản cho con. Chúng ta nhấp vào. Sang đây người ta yêu cầu mình nhập một số cái thông tin. Thứ nhất là mã số bảo hiểm xã hội và thứ hai là họ và tên. Mã số bảo hiểm xã hội của con và họ và tên con nhé. Thì mã số bảo hiểm xã hội mình có thể là quét mã QR trên mã QR code của thẻ bảo hiểm y tế hoặc là chúng ta vào biểu tượng kính lúp để chúng ta tìm kiếm. Thì mình vào kính lúp để mình tìm kiếm để cho nó dễ. Rồi chúng ta chọn cái tỉnh, thành phố mà nơi mình sinh sống hoặc nơi mình tham gia bảo hiểm xã hội á. Như ở đây mình chọn sống ở Đồng Nai, mình chọn ở Đồng Nai này. Rồi mình nhập đầy đủ họ và tên vào. Rồi chúng ta chọn thêm một trường nữa, ví dụ mình chọn năm sinh của con. Rồi sau đó chúng ta tiến hành tìm kiếm. Đó, nó sẽ hiện mã số bảo hiểm xã hội của con. Thì mình có thể nhấp vào cái mã số bảo hiểm xã hội hoặc là nhấp vào cái mắt để nó hiện cái kết quả chi tiết. Mình nhấp vào. Đó, và đây là ra bảng kết quả chi tiết. Và mình tiến hành mình chọn. Nhấn vào chọn cái. Thì nó sẽ tự động cập nhật cho mình luôn. Đó, mã số bảo hiểm và họ và tên nó sẽ tự động cập nhật luôn. Sau khi cập nhật xong chúng ta tiến hành tiếp tục. Rồi, có bên này chúng ta cần cung cấp một số cái hình ảnh. Thứ nhất là ảnh chân dung. Thì chúng ta nhấp vào. Chúng ta có thể là chọn ảnh từ thư viện hoặc là chụp ảnh mới. Thì cái này mình đã chụp rồi cho nên là mình sẽ chọn ảnh từ thư viện. Đó, chúng ta chọn vào. Sau khi chọn xong chúng ta có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta điều chỉnh. Vuốt ra vuốt vào để phóng to thu nhỏ. Sau khi ok rồi chúng ta click vào cái dấu tích ok. Đó. Và thứ hai là ảnh giấy khai sinh của con. Thì chúng ta cùng nhấp vào. Rồi chúng ta cùng tương tự chúng ta chọn từ thư viện. Đó, chúng ta chọn cái ảnh giấy khai sinh. Đấy, nó vừa vặn rồi chúng ta ok luôn.
Rồi xong xuôi rồi chúng ta lịch vào tiếp tục. Rồi ở đây cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận thì chúng ta cùng chọn y như bên kia. Ví dụ như ở đây là bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thì mình sẽ chọn bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. Nó một số thông tin của cơ quan bảo hiểm. Sau đó chúng ta tiến hành gửi. Nhấn vào chữ gửi. Đó. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta đọc một số cái cam kết. Dụ ở đây là cam kết là cá nhân tôi cam kết là hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung. Nội dung đăng ký nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi chúng ta đọc xong rồi chúng ta nhấn vào đồng ý. Và chúng ta chờ. Đó. Thì khi mà chúng ta nhấn vào đồng ý thì nó sẽ gửi một cái mã OTP vào số điện thoại của chúng ta. Số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký VSSID cho cha hoặc mẹ. Chúng ta nhận đánh vào và chúng ta xác nhận. Đó. Như vậy là bảo hiểm xã hội đã thông báo đã nhận được tờ khai của mình. Và lúc này mình có thể nhấn vào để mình xem cái tờ khai. Chúng ta nhấn vào để xem tờ khai. Đó. Quá trình tải xuống hoàn tất này, chúng ta nhấp vào chúng ta xem. Và đây chính là tờ khai của chúng ta. Thì sau khi mà nhận tờ khai thì như mình thì sau 2 ngày ấy, 2 ngày người ta thì bên bảo hiểm xã hội sẽ gửi mật khẩu cho mình. Và sau khi gửi mật khẩu xong thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào cho con bình thường. Và chúng ta có thể xem các cái chức năng ở trên này, ví dụ thêm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, rồi thông tin về quyền lợi hưởng, rồi sổ khám bệnh vân vân. Đó. Chúng ta có thể sử dụng thẻ này, thì nó cũng y như kiểu mà của cha mẹ thôi. Nhưng mà ở đây nó quá trình tham gia bảo hiểm xã hội thì nó còn chưa có thì nó sẽ để trống. Còn bảo hiểm y tế thì y hệt như trên của cha mẹ. Đấy. Như vậy là đã xong. Cảm ơn các bạn đã đón xem và không quên ấn đăng ký kênh để cập nhật nhiều video chia sẻ thú vị mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin cảm ơn.